sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con ở nhà Nhật thành kính đảnh lễ cho tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản, phần 1, đức Phật, bài 13, giáo hóa với nhiều phương tiện, phần 2. Thì tôi chắc hẳn biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh thần tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân kính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những bụng mỹ sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thứ trung ân kính thi ân thượng đạo minh hạnh, kính bạch chư tôn đức kính thưa đại chúng. Hôm nay bài học Phật pháp cơ bản bài 13, giáo hóa với nhiều phương tiện, phần 2. Chúng con cùng thỉnh thượng từ siêu từ bi diễn nhập bài học. Nam mô Bổn Sư Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Nhật Bản cùng chư tôn đức thân gia tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần 1, giáo lý Đức Phật. Nói đi cách giáo hóa chúng sanh bằng nhiều phương tiện của Đức Phật. Cái sự giáo hóa chúng sanh đa dạng, có những trường hợp Đức Phật không phải Đức Phật là chỉ giáo hóa chúng sanh bằng cách dạy họ cái cách tu tập, mà bằng nhiều trường hợp này giúp đỡ, như là đối với những người tranh chấp thì ngài hóa giải, hay là những người bị con cái ruồng rẫy, Đức Phật ngài giúp đỡ cho họ để con cái nuôi dưỡng lại như xưa. Và có những trường hợp khi mà người ta hiểu lầm về ngài một cái cách xấu,
thì Ngài đã giải thích, đã khơi dậy để chỉ cho họ hiểu. Đó cũng là cái cách giáo hóa. Nhưng mà tất cả đều nằm ở trong một cái sự thành tựu là Ngài đem những chúng sinh đó đi đến cái chỗ tốt đẹp, an vui, đi đến chỗ giác ngộ và trở thành một người thiện. Đó là cái cách giáo hóa chúng sanh của Đức Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe cái phần 2 với ba cái câu chuyện. Bây giờ chúng ta hãy nghe đọc bài chánh kinh, sau đó chúng cùng thỉnh thượng tọa Đức Đẳng Giảng Sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thứ lần thầy chứng con kính viên thượng tọa Tề Siêu, thì đã bị con xin được đọc phần chánh văn bài Phật pháp cơ bản bài 13 giáo hóa với nhiều phương tiện phần 2. Đức Thế Tôn là Phật, là bậc giác ngộ và khai ngộ chúng sanh hiểu rõ lẽ thật, lãnh hội sự thật không đơn giản như phát khởi lòng tin ở thần linh hay cá nhân nào đó. Chúng sanh vốn dị biệt về căn cơ, không đồng đẳng về phúc đức, đa dạng trong khả năng nhận thức. Để chuyển hóa và khai ngộ cuộc đời, Đức Phật đã phải dùng rất nhiều phương tiện khác nhau. Bá gia thì bá tánh, muôn người thì muôn bệnh, trăm cái khổ không cái nào giống cái nào. Kho tàng mênh mông của ba tạng kinh điển đã ghi lại rất nhiều câu chuyện mà qua đó cho chúng ta thấy được tâm đại bi vô lượng của Đức Thế Tôn trong sự giáo hóa chúng sanh ngộ nhập tri kiến giải thoát. Hóa giải tranh chấp. Tranh chấp dẫn đến chiến tranh là chuyện muôn thuở của con người. Đức Phật là bậc sống ngoài những hệ lụy thế nhân. Thế nhưng vì lòng đại bi cứu đời mà có lúc Ngài cũng tìm cách dập tắt ngòi nổ của chiến tranh. Sự việc không dễ dàng trong cương vị của một sa môn, và có thể nói chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới làm được điều đó. Hai vương quốc Sakya và Kolya vì tranh chấp nước con sông Rohini đã điều binh sẵn sàng cho một cuộc chiến đẫm máu. Vương quốc Sakya là quê nội và vương quốc Kolya là quê ngoại của Đức Phật. Con sông Rohini là ranh giới tự nhiên của hai vương quốc này. Vào mùa hè, con sông cạn vì thời tiết khô cằn, dân chúng hai bên cùng chắt chiu chút ít nước sông còn lại để tắm giặt và canh tác. Nước ít mà nhu cầu lớn đưa đến tranh giành. Sự sâu sát giữa dân chúng khiến triều đình hai nước động binh và trong tư thế nghênh chiến để giải quyết bế tắc. Quý vị có thể xem hình ảnh vào trong cái hình này. Đức Thế Tôn đã xuất hiện đúng lúc khi trận chiến sắp bắt đầu. Ngài đã kêu gọi cả hai bên bình tâm so sánh giữa giá trị của chút nước sông và sự tồn vong của chính những chiến sĩ sát đế lỵ. Họ tỉnh ngộ và chấp nhận thỏa hiệp để tiếp tục cùng sống trong hòa bình. Giúp đỡ người bị ruồng rẫy, cha mẹ già nua bị con cái bỏ rơi vốn là chuyện thường tình. Đức Phật thường dạy con cái nên biết ân sâu của cha mẹ và cảm kích về những gì cha mẹ làm cho mình. Trong cương vị một vị Phật độ đời, Ngài không áp đặt những điều răn mà người đời phải tuân giữ, mà thay vào đó là thắp sáng sự hiểu biết. Đức Thế Tôn dạy rất rõ về giá trị của hiếu đạo và quả nghiệp của sự bất hiếu. Một người Phật tử hiểu biết giáo pháp thật sự sẽ sống theo hiếu đạo. Bà La Môn Mahasala vốn là phú gia giàu có, nhưng về già, sau khi chia tất cả sản nghiệp cho bốn người con, thì tất cả không ai chăm sóc cho người cha lớn tuổi cô đơn. Do duyên và nghiệp quá khứ, vị này gặp Đức Thế Tôn khi Ngài đang đi khất thực. Ông lão Bà La Môn đã sống lang thang trong sự chua chát về thân phận, bị ruồng rẫy bởi những đứa con thân yêu của mình. Nhờ thượng duyên đưa đẩy, ông đã đến gặp Đức Phật và trình bày về hoàn cảnh đau thương của mình. Đức Thế Tôn đã dạy ông một bài kệ để học thuộc lòng và đọc trước đám đông.
Chúng sinh ra, tôi mừng. Chúng trưởng thành, tôi vui. Chúng lại cùng với vợ, ruồng rẫy và đuổi tôi. Như chó sủa bầy lợn, chúng độc ác lỗ mãng. Dù gọi tôi cha thân, chúng thật quỷ già xoa. Đội lốt là con tôi, và chúng trục xuất tôi. Tôi tuổi cao sức yếu, như ngựa già vô dụng, bị đuổi khỏi máng ăn. Nay cha của bọn trẻ phải ăn xin nhà người, thà cho tôi cái gậy hơn lũ con bất hiếu. Với gậy chặn bò dữ, chặn được loại chó dữ. Giờ an toàn chỗ tối, tìm chân đứng chỗ sâu. Với sức mạnh chiếc gậy, vấp ngã đứng dậy được. Bà La Môn học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn. Khi quần chúng tụ hội tại thính đường và giữa các người con đang ngồi họp, vị ấy đọc lên bài kệ ngôn trên. Những người con nghe được hối hận đã rước cha về nhà phụng dưỡng. Rồi vị Bà La Môn ấy đã trở lại gặp Đức Phật, nói lên lòng tri ân và xin quy y Tam Bảo, hướng dẫn người đời hiểu giá trị của đời sống tinh thần. Đời sống chánh mạng khất thực của hàng sa môn đôi khi khiến một số người nghĩ rằng Đức Phật và các đệ tử xuất gia đi tu vì không thể tự lực sinh nhai. Với hình ảnh giản dị của một sa môn khất thực, Đức Phật ít khi nhắc cho dân gian biết rằng bản thân của Ngài từng là một vị quân vương, sống trong cung vàng địa ngọc, vì hướng cầu giác ngộ giải thoát nên từ bỏ tất cả. Nhiều người dùng thước đo của danh lợi để đánh giá cuộc sống bởi vì không hiểu được giá trị của cuộc sống tinh thần. Lần Đức Thế Tôn ở tại xứ Magadha, Ngài gặp Bà La Môn Kassiparajaya. Khi đang đi khất thực, vị Bà La Môn đã chất vấn Đức Phật tại sao không cài bừa có miếng ăn mà phải đi khất thực. Đức Phật ôn tồn trả lời là Ngài cũng cài bừa, gieo trồng và sống với thực phẩm mình làm ra. Câu trả lời của Đức Phật chẳng những làm ngạc nhiên cho ông Bà La Môn mà còn khiến ông này gặn hỏi thêm, nếu Đức Phật có canh tác thì nông cụ của Ngài ở đâu? Đức Phật đã trả lời bằng một bài kệ nói về sự canh tác của Ngài. Lòng tin là hạt giống, hiền định là nước mưa, trí tuệ là ách cài, tàm quý là cán cài, chánh niệm là lưỡi cài, thân hành được hộ trì, khẩu hành được hộ trì. Đối với các món ăn, ta thọ dụng tiết độ, ta nhổ lên ác pháp, với nhận chân lẽ thật là giải thoát của ta. Tinh tấn là kéo cài, đưa ta tiến dần đến an ổn khỏi khổ nạn, một đi không trở lại. Như vậy, cài ruộng này đưa đến quả bất tử, sau khi cài ruộng này vượt thoát mọi khổ đau. Vị Bà La Môn lãnh hội được giá trị của đời sống giác ngộ giải thoát, liền đảnh lễ và xin cúng dường thực phẩm. Đức Thế Tôn đã từ chối và cho biết chư Phật không nhận sự cúng dường do thuyết pháp hay tụng đọc pháp kệ. Ngay sau đó, Bà La Môn Kassiparajaya đã quy y Tam Bảo. Chánh văn đến đây đã tạm thời chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh tịnh tòa chánh đẳng từ bi thuyết giảng. Sao thú kích trình thưa đạo sư, cảm ơn cô anh Trần Bình. Dạ đạo tràng, chúng con không nghe âm thanh của sư, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ.
Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta có một cái quan niệm tương đối hời hợt là đã là Phật rồi thì cái chuyện mà quảng hóa độ sinh là một chuyện rất là đơn giản. Vì Ngài có những năng lực của Phật trí, của thần thông siêu nhiên, và với cái địa vị một bậc thầy, một bậc đạo sư, thì Ngài dễ dàng để cảm hóa muôn loài. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra thì chúng ta nên hiểu là sự độ sanh của Đức Phật không phải chỉ đơn giản nằm ở những gì mà Đức Phật dạy hay là năng lực của chánh pháp phi diệu, mà còn ở chúng sinh. Chúng ta có thể hiểu một cách đại lược như vậy là một vị thầy thuốc trị bệnh có thuốc hay ở trong tay là một lẽ, nhưng mà người bệnh có tiếp nhận cái sự trị bệnh hay không và áp dụng có đúng mức hay không, nó là một chuyện khác. Chúng tôi bị bệnh tiểu đường á, thì chúng tôi có biết được một việc là căn bệnh tiểu đường không có đơn giản là chỉ trị bằng thuốc, mà còn phải trị bằng cách sống của mình. Thí dụ như là cái cách mình ăn uống nó phải nhiều bữa, phải tập thể dục và những cái loại thực phẩm mình ăn đó, mình phải biết cái cách. Có những thứ nó hợp buổi sáng, không hợp buổi chiều. Có những thứ mà mình không thể ăn quá nhiều hoặc quá ít. Nó tùy vào cái cách sống của người bệnh, chứ không đơn giản là tùy ở thuốc vì bác sĩ. Nếu vì bác sĩ rất giỏi về tiểu đường, nhưng mà cho thuốc rồi, hướng dẫn cách trị liệu, nhưng mà cái người trị bệnh không có áp dụng đúng mức, thì thật ra cũng rất là khó trị bệnh. Đây là một cái thí dụ về pháp mà Đức Phật dạy. Có những điều rất là lợi lạc, có giá trị cao siêu về nghĩa lý, nhưng mà từ lời dạy của Đức Phật, từ những gì chúng ta đọc ở trong kinh điển, thì không phải những điều ví dụ ở đó đó mà có tác dụng liền trong sự thay đổi đời sống, mà còn tùy ở cái khả năng lãnh hội, nhận thức và áp dụng của mỗi chúng ta vào trong đời sống hàng ngày. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta đi qua ba câu chuyện, mà cả ba câu chuyện chúng tôi tuyển lựa ra ở trong số 17 câu chuyện cùng một đề tài là phương cách giáo hóa của Đức Phật. Những ba câu chuyện này có một cái sự khởi sự là cái đối tượng mà Đức Phật Ngài tế độ đó. Đối tượng đó nguyên quỷ không phải đến với Đức Phật vì giáo pháp, không phải là vì sự cầu đạo mà học được pháp, không phải vì cái ý tưởng ban đầu là mong có một cái giá trị
của chánh pháp soi sáng cuộc sống của mình. Chúng ta cũng có thể nói rằng những người được đề cập đến câu chuyện này, họ đến với Phật pháp một cách rất tình cờ, và họ gặp được Đức Phật trong một hoàn cảnh mà họ cũng không bao giờ nghĩ rằng họ muốn gặp Đức Phật. Câu chuyện đầu tiên mà chúng ta đề cập đến tại đây đó là câu chuyện về hai cái vương quốc nằm ở dưới chân Himalaya Sơn. Một vương quốc là vương quốc Sắc Giác, tức là vương quốc của dòng họ Thích Ca, là nơi mà Đức Phật từng trị vì, và đó là quê hương của Vô Tịnh Phạn, đó là quê nội của Đức Phật. Vương quốc Cô Ly Giác là vương quốc của Hoàng hậu Mahamaya, Hoàng hậu Mahapachapati Gautami, tức là Phật mẫu hay là quê ngoại của Đức Phật. Một bên đó là quê nội, bên là quê ngoại. Và cái ranh giới giữa hai quốc gia, hai vương quốc Sắc Giá và Cô Ly Giá đó, được phân định bằng một cái biên giới tự nhiên, đó là dòng sông Rohini. Nếu chúng ta đã từng qua Ấn Độ thì chúng ta biết rằng ở trong châu thổ sông, và đặc biệt là những vùng gần Himalaya Sơn, thì thứ gì sông nước nó rất là khác biệt với miền Tây của nước Việt của chúng ta. Ở một điểm đó là mùa mưa đó, thì thưa quý vị, nước sông đầy ắp, có thể nói là mênh mông. Thí dụ như là Phật tử nào đã từng đến Bồ Đề Đạo Tràng, và quý vị đến vào mùa hè đó, mùa mưa, thì thưa quý vị, nhìn sông Ni Liên Thiền Ni Ranh Chát như là một con sông cái, bên này nhìn thấy bên kia đó là một cái vùng nước mênh mông. Nhưng mà đặc biệt vào mùa khô, là khi mùa mưa chấm dứt rồi đó, nhất là mùa hành hương chúng ta trở lại, thì đừng ngạc nhiên khi thấy rằng chúng ta không cần thuyền bè, và thật cũng không có thuyền bè, chúng ta có thể đi bộ từ bên này sông qua bên kia sông. Cái dòng sông đó, nó là một cái đáy sông đầy cát, cát được cuốn từ Himalaya Sơn xuống. Và con sông Rohini, mà cái ranh giới giữa hai cái vương quốc Sắc Giá và Cô Ly Giá cũng giống như vậy. Đến mùa khô thì nó chỉ còn lại đó đây những cái trụng nước. Ngày xưa thế nào thì bây giờ cũng vậy. Người dân xuống những trụng nước đó cho trâu bò uống. Họ lấy nước để xài, để ăn uống, để tắm giặt. Và có một điểm rất là thú vị là, thưa quý vị, người ta xuống dưới dòng sông đó, họ lập những cái rẫy nương, và rẫy nương có tạm thời chỉ có trong một mùa giữa dòng sông, để họ trồng hoa màu, họ trồng rau cải, rồi sẵn nước đó, họ lên họ tưới. Và cái đáy sông đó, thì bây giờ còn đầy là cái đầy cát đó, nó có thể trồng đậu phộng được, có thể trồng rau cải được. Và vì vậy vào cái mùa khô đó, thì dân chúng của xứ Cô Ly Giá và xứ Chắc Sắc Giá đó đến những cái trụng nước đó để chắc chiêu từng cái còn lại, vừa ăn uống tắm giặt canh tác. Và thưa quý vị, đôi khi cái nhu cầu thì quá nhiều mà nước thì ít. Do vậy, có một lần họ tranh giành với nhau. Đại khái là có những cái trụng nước bên này chiếm, có trụng nước bên kia chiếm. Và khi mà không có được cái sự phân định rõ ràng đó, thì bên này dùng sức mạnh để chọi bên kia. Ban đầu đó là sự sâu sắc của dân chúng. Nhưng mà rồi phủ bên phủ, huyện bên huyện. Và cuối cùng thì triều đình của bên nào đó thì bên dân chúng ở bên đó, và
họ đã quyết định dùng tới binh lực để dẫn đề. Dùng sắc giá cũng như dùng cô ly giá đều có những vị tướng tài ba, binh hùng tướng mạnh kéo đến dàn trận và sẵn sàng đánh nhau. Và ngay lúc đó Đức Thế Tôn đã xuất hiện. Khi xuất hiện, Ngài đã đưa lên những câu hỏi cho dân chúng tại sao tranh với nhau. Thì dân chúng thưa rằng bởi vì cần nước, và cái nguồn nước đó, bên nào cũng cần hết. Bên kia dành bên này dành bên kia, phải đánh nhau. Và Đức Phật hỏi những cái vị tướng lãnh của các đoàn binh đó và những người lính đi theo, hỏi cái tướng lãnh là tại sao đánh nhau. Thì vị này nói rằng và bởi vì phải bảo vệ dân chúng, bảo vệ quyền lợi của đất nước. Nếu không sử dụng tới binh lực thì cũng không biết, cũng không có cách nào khác. Và Đức Phật Ngài kêu gọi mọi người hãy làm một cái so sánh về nước của con sông và cái dòng tộc sắc đế lị, tức là những người chiến sĩ. Cái nào là quý hơn? Dạ, cái nào là quý? Hãy chiến sĩ mà ra quân thì đánh nhau, binh lính ra quân đánh nhau thì có chết chóc. Và những cái chết của binh lính, những người vợ con trở nên thành quá bụa cô nhi, và thậm chí có thể tiêu diệt bên này, bên kia bị tiêu diệt. Thì điều đó có đáng, có đáng để đổi lấy một ít trước hay không? Và câu đối với Đức Phật đã làm cho hai bên tỉnh ngộ. Và cũng nhờ đó mà Đức Phật Ngài khai thị bằng một vài câu chuyện tiền thân. Và cả hai bên đều đặt gươm giáo xuống đảnh lễ Đức Phật. Và họ chấp nhận là cùng chia nhau nước sông để mà sống qua mùa khô, tức là sống trong sự thỏa hiệp. Thỏa hiệp bằng cách là nhượng bộ. À, bên này được phần này thì bên kia cũng được phần kia, bên nào thì cũng được. À, và mặc dù không trọn vẹn được hết, nhưng mà được phân nửa còn hơn là xảy ra chinh chiến đau binh, rồi bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu máu phải đổ. Và do vậy Đức Phật đã hóa giải được một cuộc chiến sắp bùng nổ giữa hai vương quốc, giữa hai đội binh, giữa dân chúng của hai bên biên giới, mà bên này là quê nội, bên kia là quê ngoại của Đức Phật. Thì thưa quý vị, câu chuyện này nhắc cho chúng ta một cái bi kịch muôn thuở của nhân loại, là có người sống trên hành tinh này từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đã có những trận chiến từ những cái nhỏ cho đến những cái trận gọi là đại thế chiến. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai. Và riêng quê hương Việt Nam của chúng ta, sống gần ở Trung Quốc, ngày hôm nay thì từ biển Hoa Đông đến biển Đông, ở trên những vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, và thậm chí còn có nhiều cái danh phận nữa đang nổ ra hoặc là ngấm ngầm những cái cuộc tranh chấp lãnh thổ lãnh hải. Những tranh chấp lãnh thổ lãnh hải này một phần là do sự tranh chấp, một phần là do cái sự biểu dương cái uy lực, biểu dương cái sức mạnh về kinh tế, về quân sự của từng quốc gia. Riêng đất nước Việt Nam chúng ta đã gánh không biết bao nhiêu đau thương ở trong suốt mấy ngàn năm lịch sử khi nói đến chiến tranh. Và bài học về chiến tranh là bài học rất lớn. Cho đến giờ này thì người ta vẫn tranh cãi với nhau về
cái giá trị thực sự của một cuộc chiến. Một cuộc nội chiến 30 năm, có nhiều người coi đó là cuộc chiến chính nghĩa, để giải phóng dân tộc. Có nhiều người coi cuộc chiến là phi nghĩa, là một sự lâm xâm lăng của phương Bắc đối với phương Nam. Nhưng mà dù cho người ta nói thế nào, cho dù người ta hoan nghênh thế nào về những chiến thắng, thì khi kể về những cái thảm kịch, khi kể những cái thảm nạn của chiến tranh, khi mà kể đến cái nhân mạng, sự chết chóc, thì thưa quý vị, không bao giờ mà có một cái sự chiến thắng nào mà có thể gọi là có thể bù đắp lại được những sự mất mát to lớn. Thí dụ bản thân của chúng tôi, thân phụ của chúng tôi là một người lính chết trong chiến tranh, đi lính tự thân chết. Và chúng tôi cũng biết nhiều người khác, gia đình ly tán, cả mấy thế hệ lớn lên trong chiến tranh, đủ thứ bi kịch xảy ra hết. Nhưng mà thưa quý vị, vẫn có một số người nào đó vẫn nghĩ rằng chiến tranh luôn luôn có lý, có lý do chính đáng để tạo nên cuộc chiến. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại trong lịch sử Đông Tây Kim Cổ đó, thì như câu nói ở trong Truyện Kiều đó là đống xương vô định đã cao. Hoặc giả là chúng ta nghe câu ngạn ngữ nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thì chúng ta thấy rằng thật sự mà nói, khi cả hàng bao nhiêu người nằm xuống chết đi cho một cuộc chiến, đa phần đó là vô nghĩa. Chúng tôi không nói rằng tất cả cuộc chiến đều là phi nghĩa hết, nhưng mà đa phần những cuộc chiến là vô nghĩa. Chúng ta được cuộc chiến thứ nhất, thế chiến thứ nhất, thứ hai, chúng ta nói đến những cuộc chiến mà đôi khi người ta mô tả bằng những điều rất là lừng lẫy ở trên biển hay là ở trên đất liền, hoặc giả là những cuộc chiến quy mô, cuộc chiến du kích vân vân. Nhưng mà nếu ôm lại tất cả, nhìn lại tất cả, thì không biết bao nhiêu máu và nước mắt, có thể nhân loại quên đi điều đó, có thể nhân loại không nhớ được điều đó. Một khi cuộc chiến qua rồi, người ta nhanh chóng quên đi để cố gắng nghĩ về cái mới. Nhưng mà có một câu nói, một câu nói rất là ngạc nhiên đến từ Napoleon. Khi ông phải thốt lên rằng ở trong chiến tranh thật sự là chỉ có tổn thất hoặc ít hoặc nhiều, mà nói cách khác là không có sự chiến thắng nào trọn vẹn hết. Chiến tranh nào phải trả giá, trả giá rất là lớn, và những nạn nhân, những người đã chết, những người chết chồng chết cha, chết mẹ, chết vợ, chết con, những người còn lại thì, bởi vì Đức Phật này đã nhắc lại cho hai vị tướng cầm quân hai bên dục sông Rohini là nước của con sông quý hay là mạng sống của những sát đế lị của những chiến sĩ là quý. Bởi vì chắc chắn rằng khi chiến tranh nổ ra thì chiến sĩ của hai bên đều sẽ bị sát hại, đều bị chết. Làm sao mà một trận đánh ác liệt giữa hai bên mà không có những người nằm xuống? Và thử hỏi những người nằm xuống đó, đó cái mạng sống của họ nó có rẻ rúng hơn là nước của sông không? Thì chúng ta sẽ thấy câu trả lời. Rất là may mắn cho vương quốc Kuriya và vương quốc Sakya là còn có Đức Phật. Rất là may mắn cho dân chúng của hai xứ này là từ hai vương quốc đó có một bậc đạo sư vĩ đại, và bậc đạo sư đó đã dùng cái ánh sáng của trí tuệ để hóa giải được một cái ngồi đổ mà vốn do cái tranh chấp, người ta bất kể sống chết, bất kể cái bi kịch xảy ra thế nào, chỉ muốn dùng chiến tranh, dùng bạo lực để giải quyết tất cả. Và thưa quý vị, chúng ta bước sang một câu chuyện khác. Câu chuyện này lại đưa chúng ta đến một cái hình ảnh nhỏ bé hơn nhiều so với câu chuyện Can Qua
của hai quốc gia Sắc Giá và Ly Giá mà chúng ta vừa đề cập. Có việc này đề cập đến một cá nhân thôi. Và đây là một cá nhân bất hạnh. Bất hạnh là vì già yếu bệnh tật. Nhưng mà trong sự già yếu bệnh tật đó còn có một sự chua chát. Sự chua chát về một quãng đời của mình. Con người bất hạnh này vốn là một phú gia giàu có những cái thành tựu lớn ở trong sự nghiệp. Và khi lớn tuổi rồi, ông nhận thấy rằng đã đến lúc mình nên chia cái tài sản lại cho con cái. Ông có bốn người con trai rất yêu thương. Thì bốn người con trai đều một tay ông nuôi dưỡng lớn lên thành người và giỏi giang. Bốn người con trai đó đều được ông lập thành gia thất. Và có một ngày khi nhận thấy rằng mình tuổi đã cao, ông kêu bốn người con trai đã đến, nói rằng cha đã già rồi. Và đây là tất cả sản nghiệp của cha. Cha chia là bốn cho các con. Bản thân cha thì già rồi, không cần nhiều. Chỉ cần thỉnh thoảng đến sống với người con này vài ngày, đúng với đàn cháu kia vài ngày, thì như vậy đủ vui rồi. Thì thưa quý vị, đó là tấm lòng của một người cha, tấm lòng của một người lớn tuổi, không có còn muốn bám víu chấp thủ vào tiền của, vào sản nghiệp, mà chỉ mong là tuổi già được sống trong niềm vui bên cạnh con cháu của mình. Nhưng mà rất là phũ phàng cho vị Bà La Môn già cả này. Ông có tên là Mahasala. Sau khi tài sản được chia thành bốn, và sau khi cả bốn người con đều tiếp quản cái sản nghiệp của cha mình rồi, và có một điều không may cho ông Bà La Môn Mahasala, và cũng là một điều không may cả bốn đứa con, đó là khi bốn đứa con lập gia đình thì họ chọn lựa bốn người phụ nữ danh giá giàu có, nhưng mà không có đức hạnh, sống rất là đoản. Và cả bốn người phụ nữ đẹp này khi mà được cưới vào trong gia đình Bà La Môn Mahasala thì do cái sự yêu thương của những người chồng, nên những người này đã hướng người chồng vào trong một cái suy nghĩ rất là thường tình. Và từ cái chỗ suy nghĩ thường tình này dẫn đến cái nhìn rất là bất hiếu. Những người dâu con này nói với chồng của mình: tại sao ba không ở với anh hai, anh ba, anh tư mà lại đến với mình? Tại sao ba, những người kia không nuôi ba mà phải đặt cái nặng lên vai của mình? Tại sao tài sản thì chia đều mà mình phải gánh vác cái việc chi trả cho những cái tiêu xài hàng ngày của ba, vân vân. Khi người ta nhận một cái tài sản lớn đó, thì ta nghĩ rằng cha mẹ thì có bổn phận phải trao cái tài sản thừa kế cho mình. Nhưng mà khi mình đã có tài sản cha mẹ giao rồi đó, thì không bao giờ mình nghĩ rằng mình nên làm cái gì đó đáp ơn sanh thành dưỡng dục, hay ít nhất là cũng nói lên cái cảm kích mà cha mẹ đã để lại cái tài sản lớn cho mình. Những người con dâu này chỉ biết so đo với những người con dâu khác, với những anh em khác. Và trong sự so đo đó, nó dẫn đến cái ích kỷ nhỏ nhen. Và trong ích kỷ nhỏ nhen đó, họ xúi dục những người chồng. Và những người chồng này không may lại nghe lời vợ, lại trở mặt và ruồng rẫy người cha ruột của mình. Sau một thời gian ngắn, khi mà tài sản đã được phân chia hết cho con, cho cả bốn người con, thì Bà La Môn Mahasala nhận ra rằng những ngày mà ông đến nhà người này, hay là những khi ông đến nhà người kia, thì con trai
của các nàng dâu không còn chào đón ông như ngày trước. Họ bắt đầu tỏ thái độ miễn cưỡng khi ông đến nhà, thì ban đầu có thái độ tẻ nhạt kẻ lạnh, và sau cùng là cũng do cách nói ra vào cũng như đứa con dâu và những đứa con trai của ông lại thẳng thắn mời ông ra khỏi nhà. Ba hãy đến nhà người kia đi, ba hãy đến người nọ đi, những người đó là ba đã từng lo, đã từng thương yêu. Ở đây tụi này đang bận, tụi này thế khác. Và thưa quý vị, cả bốn người con trai đều nghe lời vợ, cả bốn người con trai đều không còn rộng cửa mở. Người cha đã cao tuổi cần cái sự giúp đỡ của mình. Và cuối cùng thì thưa quý vị, ông Bà La Môn này đã sống lang thang, cô độc và trong cái sự buồn tủi. Ông hối hận là đã giao tài sản thừa kế cho các đứa con quá sớm, và ông hối hận là đã làm quyết định sai lầm. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông thôi. Bây giờ thì không còn tiền bạc nữa, thì mới mời ra được. Nhưng mà thưa quý vị, ông Bà La Môn này vẫn còn có một thứ may mắn. Đó là cái túc duyên của ông đối với Đức Phật. Ông đã đến Kỳ Viên Tịnh Xá để nghe pháp. Và Đức Phật nhìn ông trong một cái nét mặt tiêu tụy, buồn ngạ thảm, và đắp trên người tấm vải thô dơ dái. Thì Đức Phật đã hỏi thăm ông, thì ông mới bạch với Đức Phật về cái hoàn cảnh đau khổ của mình. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng không phải Đức Phật Ngài luôn luôn xen vào cái đời sống cá nhân của người khác. Nhưng mà rồi cũng có những trường hợp mà Ngài nhận thấy rằng Ngài có thể giúp đỡ được để thay đổi cuộc sống. Và nhờ vậy nó cũng là một cách khai tâm cho một người nào đó. Ở trong trường hợp này, Đức Phật Ngài đã chỉ cho ông Bà La Môn Mahasala một cách. Đó là ông chỉ cần học một bài kệ và đem bài kệ này đọc lớn tiếng lên ở tại những cái buổi hội họp, tại những thính đường, khi mà có nhiều người đến, đặc biệt là có con cháu của ông. Bài kệ đó thì thật ra nó cũng có chuyện gì đặc biệt, mà chỉ nói lên cái gia cảnh của ông thôi. Chúng sinh ra tôi mừng, chúng trưởng thành tôi vui, chúng lại cùng với vợ ruồng rẫy và đuổi tôi. Khi con sinh ra thì mừng, khi trưởng thành thì ông rất là hạnh phúc. Nhưng mà những người con đó lại cùng với vợ của mình ruồng rẫy và xua đuổi người cha như chó xua bầy lợn. Chúng ta biết rằng có những loài chó săn đó, người ta nuôi để chăn nuôi, nó đuổi những con lợn, những bầy heo sợ chạy. Độc ác lỗ mãng, dù gọi tôi cha thân. Những người này khi mà nói chuyện với ông thì vẫn dùng cái câu là cha thân yêu, đừng có đến đây nữa cha thân yêu, hãy đi nơi khác đi cha thân yêu, hãy đi đến nhà những người con khác cho họ nuôi cho. Nói là như cha thân yêu, nhưng mà thật sự cái chữ đó chẳng có gì thân yêu hết, nó chỉ là một cách nói xua đuổi. Và chúng trục xuất tôi tuổi già sức yếu như người già vô dụng, tôi tuổi cao sức yếu như người già vô dụng, bị đuổi khỏi má ăn. Nay cha của bọn trẻ phải ăn xin nhà người. Và những câu sau cùng là dùng một cái chiếc gậy để nói lên tâm trạng của mình. Tiếc quá, ngày xưa mà tôi nghĩ rằng tôi có con là có phước, nhưng phải chi có được cái gậy thôi là hạnh phúc hơn. Thà cho tôi cái gậy hơn lũ con bất hiếu.
Với gậy thì chặn bò dữ, chặn được loài chó dữ, dò an toàn chỗ tối, tìm chân đứng chỗ sâu. Với sức mạnh chiếc gậy, bóp ngã tôi đứng dậy. Con cái có nhiều khi nó tệ hơn con chiếc gậy. Có cái gậy nữa. Và Đức Phật đã dạy cho ông bà gậy đó. Ông khí giới cũng tốt. Tại vì những điều này Đức Phật dạy đó, nó rất là thấm thía. Nó là trường học của ông, còn ảnh của ông. Đức Phật dạy là ông nhớ liền. Và họ đọc thuộc bài đó. Khi mà ông thấy con ông vào trong một cái nơi hội họp lớn, có lẽ là một buổi nào đó, và ông đã đứng lên ở trong tư cách của một vị bà la môn niên cao, cao niên đó, ông đã đọc với bài kệ mà Đức Phật dạy. Và khi đọc như vậy, những đứa con nghe được cảm thấy xấu hổ, và lúc đó chợt tỉnh rằng mình đã quá nghe lời vợ, và mình đã làm một chuyện đại nghịch bất hiếu, đó là rùng rẩy bỏ rơi xua đuổi cha ruột của mình. Và cả bốn người con đã đến để xin ông tha thứ và đem ông trở về phụng dưỡng đầy đủ, đúng cái nghĩa của những người con là cần phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Và thưa quý vị, khi bốn người con đem ông về đó, thì để nói lên một cái nghĩa cử là họ hối lỗi và họ nói lên cái lòng thương kính thật sự đối với ông, thì họ đem đến một cái áo choàng, đúng là một vải choàng rất là tốt và rất tốt, đắp lên người của ông. Bây giờ nó trở thành cái phong tục mà ở tại xứ Tịch Lan hay là Miến Điện Thái Lan, trong lễ chúc thọ của cha mẹ đó, thì những người con hay dùng những tấm vải mua rất là đắt tiền. Tấm vải này đắp lên người của cha mẹ, và sau đó cha mẹ dùng tấm vải đó để may áo. Thì thưa quý vị, khi bốn đứa con đắp ông bốn tấm vải này, thì ông chọn lấy một tấm vải tốt, rất tốt, mà màu sắc cũng thích hợp. Ông đem đến, ông đánh lễ và ông cúng dường Đức Phật. Mà khi ông cúng dường, thì ông nói lên một điều rằng những cái vị bà la môn có phong tục là khi theo học đạo với một vị thầy đó, thì hay có một cái lễ phẩm để ra mắt. Ở Việt Nam chúng ta gọi là cúng tổ, nhưng mà gọi là lễ phẩm ra mắt. Thì con xin quy y Thế Tôn, xin quy y Pháp Huy Tăng Chúng, xin Thế Tôn nhận biết cho con là đệ tử từ nay từ chỗ được quy ngưỡng, và xin Đức Thế Tôn nhận cho tấm vải này là nói lên cái một cái biểu lộ cầu pháp, cầu thầy của bản thân con, và ông trở thành đệ tử Phật. Chúng ta đọc câu chuyện đó thì chúng ta thấy được Bà La Môn Mahasala là một người rất là đáng thương, rất là đáng tội nghiệp. Nhưng đó cũng là một câu chuyện muôn thuở. Ngày nay thưa quý vị, không biết có bao nhiêu những cha mẹ già yếu bị con cái bỏ rơi. Chúng tôi sống ở Mỹ này, chúng tôi chứng kiến nhiều lắm. Có khi con cái hay vợ chồng đi làm thì bảo lãnh cha mẹ ở Việt Nam qua. Vì lý do thứ nhất là hai vợ chồng muốn có con. Muốn con, muốn có người giữ con. Giữ con mà giữ một cái tin tưởng, giữ ít tốn tiền. Mỗi tháng cho vài trăm đồng tiền mặc để tiêu xài, giống như lãnh tiền xã hội vậy đó. Và có mẹ ở nhà để giữ con của mình, tức là có bà ngoại, bà nội giữ cháu. Khi cháu lớn lên rồi, khi mà con không có cần đến mẹ để coi nhà nữa, để coi con nữa, thì thứ vì cái chuyện mà bỏ rơi cha mẹ là chuyện bình thường lắm. Già yếu thì họ đóng một số tiền để đưa vào các cả trại dưỡng lão, sống cô độc, và đôi khi năm dài tháng rộng, có khi cả cũng đến thăm viếng. Và có nhiều khi những vị lớn tuổi đó nhắn lại qua một người khác, nhờ lên nói chuyện với sư ở trên chùa đó, nếu sư có rảnh sư đến thăm.
Chúng tôi hay thường đến thăm những vị lớn tuổi như vậy. Có những lần chúng tôi gặp những ma sơ bên Thiên Chúa Giáo, tuổi già vào trong trại dưỡng lao ở. Ma sơ gặp, ma sơ nói: "Thầy, thầy lại ngồi nói chuyện với con chút. Có những ông cụ bà cụ mà chúng tôi đi ngang, họ chào, rồi họ đi theo chúng tôi. Và khi chúng tôi nói pháp cho một Phật tử thì họ lại ngồi họ nghe ké, tại vì họ không biết chúng tôi đến. Có những người thứ gì họ không quen, nhưng mà họ nghe chúng tôi nói tiếng Việt thì họ chạy họ chào, mà họ ráng họ câu giờ họ nói rất là nhiều, tại lâu quá họ không nói được tiếng Việt. Những cái mảnh đời như vậy có rất nhiều thứ quý vị. Nhưng mà khi mà mình hỏi ra, mình biết là nhiều khi con cái nó bỏ lãnh qua, rồi nó nhờ giữ cháu, giữ xong thời gian rồi không cần nữa, thì để cha mẹ vào trại dưỡng lão. Trại vào trại dưỡng lão còn mai, còn có những người đi sống, sống nhờ vào người dân nước lạ, sống nhờ vào bạn bè. Có những người mà con cái không nuôi được, sống một mình, sống một mình rất là cô đơn. Và ở đây người ta có nhiều lý do lắm. Quá bận rộn và cha mẹ quá khó chịu. Và nhiều khi người ta chỉ lấy lý do để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Người chồng không chấp nhận cha mẹ vợ, cha mẹ vợ không chấp nhận cha mẹ chồng. Và ở tại Mỹ này, người ta có nói cái in-laws, tức là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ đó, là những người mà không ai thích, không ai muốn ở trong nhà hết. Đặc biệt là cái chủ nghĩa của người Mỹ họ tin là để bảo vệ hạnh phúc gia đình thì vợ chồng phải có riêng tư, sự có mặt của ông nhạc, bà nhạc hay là của cha chồng, mẹ chồng đó, nó làm trong gia đình xào xáo. Bây giờ thì văn hóa đã thay đổi rất là nhiều. Và ngày nay đôi khi người ta không còn nghĩ đến cái chuyện mà nuôi cha, nuôi mẹ đó, làm cái gì thiêng liêng trong cuộc sống. Và đôi khi họ thấy rằng cha mẹ rất là họ giỏi cha nuôi con thì không là gánh nặng, nhưng mà lớn lên con nuôi cha mẹ là gánh nặng. Và điều đó nó xảy ra rất nhiều ở trong cuộc sống. Và chúng ta đừng quên rằng không phải chỉ có hôm nay, ngay thời Đức Phật còn tại thế, những cái bi kịch như vậy đã xảy ra nhiều. Và trong trường hợp này, Đức Phật Ngài đã can thiệp. Ngài can thiệp bằng một cách là Ngài chỉ trong Bà La Môn cái gì nên làm. Và chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái cách tiếp độ của Đức Phật dành cho một người cao tuổi đáng thương. Nhưng mà rất là may mắn là câu chuyện này là một câu chuyện kết cục rất là vui, là các con đã rước ông Bà La Môn về để mà phụng dưỡng. Thì đó cũng là một cái câu chuyện rất là đẹp chúng ta nhớ. Thưa quý vị, câu chuyện thứ ba mà chúng tôi muốn đề cập đến hôm nay, nó cũng mang một cái điểm tương đồng với hai câu chuyện trước, là cái đối tượng mà được đề cập đến, được nghe pháp của Đức Phật trong câu chuyện này đó, vốn không phải là khởi sự từ việc là họ muốn gặp Phật, họ muốn nghe pháp, mà đơn giản là do một cái nhân duyên đưa đẩy, mà nhân duyên không liên hệ gì đến chuyện cầu tu khổ học hết. Có một lần Đức Thế Tôn Ngài đi ngang một cái làng Edena ở xứ Ma Kỳ, xứ Ma Kinh Thạc. Thì thưa quý vị, rất ít khi chúng ta là người con Phật mà ngồi để mà chiêm nghiệm cái hình ảnh của Đức Phật. Mỗi lần chúng tôi về Ấn Độ, đi trên xe qua những con đường đầy ổ gà, bụi đường nhơ bẩn, đi ngang những cánh đồng, những con đường đất, chúng tôi thường nhớ về Đức Phật, một bậc quân vương sống ở trong cung vàng, có người hầu hạ,
và rồi ở tuổi thanh xuân này đã rời bỏ tất cả để trở thành một vị sa môn. Ngay sau khi Ngài thành đạo, có sự khổ trì, có một cái sự quy ngưỡng của các cái vị vua chúa, như vua Bình Sa Vương, như vua Ba Tư Đặc, Trữ Giả Cấp Cô Độc và Quý Sa Kha, và nhiều nhiều đàn tính khác. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài sống một cuộc đời sống đầy đủ vật chất, hay là một đời sống mà luôn luôn được gói ở trong bọc nhung, được tổ chức một cách kỹ lưỡng để trở thành có một cuộc sống tiện nghi, thoải mái. Ngày hôm nay, thưa quý vị, người ta thường nghĩ về đời sống của các vị tu sĩ. Tu sĩ mà gọi là thành công, tu sĩ có cái thành tựu trong đời sống tu hành là có cơ ngơi rất là đáng kể, chùa to, Phật lớn, phòng ốc sang trọng, và có bao nhiêu Phật tử hầu hạ phục dịch, vân vân, thì ta nghĩ đó là sự thành tựu lớn. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên hẳn đi hình ảnh của Đức Phật. Một đấng quân vương từ bỏ ngai vàng, một bậc đạo sư mà trời người kính ngưỡng. Nhưng vừa rồi có những buổi sáng khi mà Ngài đi du hành, không có người mời thỉnh để cúng dường thực phẩm, thì Đức Thế Tôn có khi cùng với chư tăng, có khi cùng với tôn giả Ananda, có khi một mình Ngài lặng lặng đi vào trong làng, đi xuyên qua những con đường bùn đất. Ngày xưa thì đa số là đường bùn đất, thưa quý vị. Rồi Ngài đi trong sự im lặng, và một cái nền văn hóa rất là đặc trưng của xã hội Ấn Độ, đó là ủng hộ các vị sa môn, các vị tu sĩ. Người ta nhìn thấy những vị tu sĩ đi khất thực, họ biết rằng đó là những vị tu sĩ từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ở trong nhà họ có thức ăn, và họ có thể dành ra một chút thức ăn nào đó để đem đến cúng dường. Có khi thì cúng dường ít cơm, có khi cúng dường ít canh, ít thức ăn. Và cơm mười phương góp tính tâm mỗi nhà. Đức Thế Tôn đã sống với thực phẩm khất thực như vậy, và các đệ tử của Ngài. Các ngài không có chất chứa tài sản, không nghĩ rằng mình phải có đủ tiền, phải có đủ điều kiện để sống hôm sau, sống sao cho bảo đảm không thiếu, không đói. Và đi khất thực sống thì kể như có ăn một ngày, thì kể như sống một ngày. Không phải bận tâm chuyện hôm qua, không phải tận tâm chuyện ngày mai, không có đặt vấn đề rằng tại sao mình sống mà mình phải ăn những thực phẩm mà có đôi khi nó rất là tầm thường, khó ăn khó nuốt như vậy. Rất là đơn giản là tại vì các ngài chỉ làm thế nào để có được cái thực phẩm độ nhật, mà thực phẩm đó nó chưa vừa đủ nuôi trong một ngày, không giữ quá sau khi giờ ngọ, tức là sau khi qua buổi trưa ngày không dừng lại. Và rồi có một lần Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời người, cũng đi khất thực như vậy. Ngài gặp một vị Bà La Môn. Bà La Môn này có tên là Ca Sĩ Pharadwaja. Pharadwaja là một dòng tộc Bà La Môn lớn, chúng ta nghe rất nhiều. Bà La Môn này, ông này là ca sĩ, có chỗ viết là ca sĩ, Ông này thấy Đức Phật đi khất thực. Và trong lúc đó, bản thân ông Bà La Môn này cũng ra đồng làm ruộng. Và với người già, họ đi làm ruộng, họ mang theo nhiều thức ăn. Họ mang theo nông cụ, nào là bò, kéo cài, nào là lưỡi cài, là những nông cụ khác. Và thấy Đức Phật đi khất thực thì ông là một nhà nông. Nhà nông đúng nghĩa. Và ngày xưa thưa quý vị, cái xã hội nông nghiệp
những người có đất, có ruộng, có cày, có cấy, người có tiền vô tiền ra, thì đời sống cũng vững vàng lắm. À, chúng ta tạm gọi là cái giai cấp trung lưu của thời đó, ông cũng tương đối là đời sống đầy đủ. Còn thấy Đức Phật thì khắc thực, thì ông thấy Đức Phật còn khỏe, còn trẻ, mà lại đi khắc thực. Thì ông nói với Đức Thế Tôn một câu rằng, này Sa Môn, sao ông không cài bừa, gieo mạ, thu hoạch lúa thóc, rồi sống không phải đi khất thực, giống như tôi đang làm đấy. Thì thưa quý vị, điều ông muốn nói với Đức Phật là tay làm thì hàm nhai, hãy chỉ có làm thì ăn được, thì có đồ ăn, tại sao phải đi khất thực như vậy? Đơn giản như vậy. Và Đức Phật Ngài đã ôn tồn trả lời rằng, Ngài không cũng Bà La Môn nói đó, Ngài nói là Ngài cũng cài bừa, cũng gieo mạ, cũng gặt hái lúa thóc, và sau khi có gặt thì Ngài cũng ăn. Ngài nói thì thứ gì ông Bà La Môn ban đầu ông thấy có ấn tượng không tốt về Đức Phật rồi, nhưng mà nghe Đức Phật nói như vậy thì ông là hỏi gần thêm về chuyện. Ngài nói rằng Ngài có cài bừa, có gieo mạ, có thu gặt lúa thóc rồi ăn, vì chứ nông cụ ở đâu, trâu bò cài bừa ở đâu. Như thấy Đức Phật ôm bình bát trên tay thôi. Và thiết là Đức Phật Ngài đã trả lời bằng một bài kệ là đức tin lạc giống thiền định là đức vua, trí tuệ là ách cài, tàm quý là cán cài, chánh niệm là lưỡi cài, thân hành được khổ trì, khẩu hành được khổ trì. Đối với các món ăn, ta thọ dụng tiết độ, ta dỗ lên ác pháp với nhận chân là thật, là giải thoát của ta. Tinh tấn là kéo cài, đưa ta tiến dựng đến an ổn khỏi khổ nạn, một đi không trở lại. Như vậy cài ruộng này đưa đến quả bất tử, sau khi cài ruộng này vượt thoát mọi khổ đau. Ông Bà La Môn đã hạch hỏi Đức Phật về tại sao Ngài không cài bừa, không canh tác, không làm ruộng nếu mà sống. Và Đức trả lời Đức Phật, Ngài nói Ngài có làm ruộng. Và ông đã hỏi Đức Phật làm ruộng về chứ những cái nông cụ như cài bừa ở đâu. Thì Phật đã trả lời. Và câu trả lời của Đức Phật, Ngài đã nói một cách rất là cô động về những cái yếu tính ở trong cuộc sống tu hành. Và cũng qua cái câu trả lời Đức Phật Ngài đưa ra một cái minh họa về con đường tu tập giác ngộ giải thoát. Thật sự thì nói đó thì ngôn phong của Đức Phật và cái từ vựng ngữ mà Ngài xài, và đồng thời cái kiến thức của ông Bà La Môn, đồng thời cái túc duyên của ông Bà La Môn đó, khiến ông này hiểu rất nhanh, hiểu rất chính xác và hiểu một cách rất là đẹp về lời dạy của Đức Phật. Ông hiểu rằng Đức Phật Ngài dạy về lẽ sống tinh thần, và trên cái mảnh đất tâm linh đó, sự cài bừa thì có những thứ như là trí tuệ, như là tàm quý, như là chánh niệm. Thí dụ như là nói về trí tuệ là cái ách cài, nói về tàu quý là cán cài, nói về chánh niệm là lưỡi cài. Và sự cài bừa trên bàn đất tâm linh đó cũng có thu hoạch, nhưng thu hoạch ở đây là đoạn tận những phiền não, thành tựu giác ngộ giải thoát. Và đó là những cái gì rất là cao đẹp trong cuộc sống, thì cuộc sống tinh thần. Thật ra thì những cái câu chất vấn như vậy nó có nhiều trong đời sống. Chúng tôi đi tu, nhất là hồi nhỏ, chúng tôi ở miền quê, thì thường là có khi buổi trưa đó có những anh thanh niên
anh thanh niên hồi xưa là thời chúng tôi còn nhỏ thì quý vị ta đánh rỗi lắm, hay đi lang thang vô trong chùa cũng lý sự. Và lý sự là tại sao không đi tu, tại sao không ở ngoài để trả ơn cha mẹ, hay là có khi lý sự là nếu đàn ông ai cũng đi tu hết thì nhân loại tuyệt chủng là sao thì như vậy. Nhưng mà thật ra thì đa phần mình trả lời theo cách rất là tầm thường của mình. Rất ít khi mà chúng ta nghe một cuộc đối thoại, mà trong cuộc đối thoại đó là một cái minh họa về cái sự gieo trồng cài bừa trên cái mảnh đất tâm linh. Rất ít khi có một cái mô tả mà tương tận về cái hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát. Rất ít khi chúng ta nghe những lời nói mà trong đó chứa được nhiều đạo lý cao siêu mà một người nghe có thể hiểu, có thể thấm thía liền. Bà La Môn Kassipa Raducha quả thật là có căn cơ cao. Và thứ như Bà La Môn này nghe Đức Phật dạy như vậy thì vị này đã phát tâm rất là hoan hỷ, rất là trong sạch, rất là kính ngưỡng, đã lấy thực phẩm mà mình mang theo đi làm ruộng đó mang đến để xin cúng dường vào trong bình bạc Đức Phật. Phật Ngài đã không nhận, Ngài từ chối. Và khi Ngài không nhận, Ngài nói lên một điều là chư Phật, không phải bản thân của Ngài mà chung cả chư Phật không có nhận thực phẩm vì thuyết pháp tụng đọc. Đây là một điểm mà ngày hôm nay thưa quý vị, có đôi khi chúng tôi nghe quý Phật tử nói xin tụng kinh đi, tụng kinh gia đình này họ cúng dường cũng khá lắm. Hay là xin có Phật tử này đó, họ là luật sư, là bác sĩ gì đó, xin ra nói pháp cho họ, không chừng họ giúp cho họ. Thì chúng tôi là nhớ những câu chuyện Đức Phật dạy là các bậc thánh, đặc biệt là chư Phật không có thuyết pháp để mình kiếm cơm. Tại chánh pháp là cao quý lắm, chánh pháp mà để mình cúng kiếm cơm thì thật ra nghe rất là tội nghiệp. Nếu mà mình thuyết pháp, nếu mà đem Phật pháp ra mình thuyết cho cuộc đời mà mình nghĩ rằng lấy chuyện đổi cơm thì thôi, thay vì ở bên ngoài đời đi làm kiếm cơm tốt hơn. Nhưng mà thật ra câu chuyện này rất là đẹp ở một điểm là Đức Phật Ngài dạy chúng ta biết rằng chư Phật không có nhận sự cúng dường vì thuyết pháp hay tụng đọc kệ ngục, không có. Và dĩ nhiên Bà La Môn Kassipa Raducha cảm nhận lãnh hội được chánh pháp, bồn trở thành một cư sĩ quy tam bảo. Thưa quý vị, ba câu chuyện trên một lần nữa nhắc cho chúng ta thấy rằng cái cơ duyên đối với chánh, đến với chánh pháp của nhiều chúng sinh đó, nó rất là khác biệt. Và cái phương cách mà Đức Phật Ngài cảm hóa, Ngài khai thị chúng sinh thì quả thực là rất là đa dạng. Bởi vì sao? Mỗi bệnh thì có mỗi thuốc khác nhau. Mỗi con người, mỗi cái tâm tính thì có một cái phương cách khác nhau để khai thị, chứ không phải tất cả đều giống nhau hết. Và những người này chúng ta có thể tạm gọi là họ đã đến với chánh pháp một cách rất là tình cờ. Tại sao tình cờ? Ngay từ ban đầu họ muốn đánh nhau chứ không phải là muốn gặp Đức Phật để nghe pháp. Nhưng rồi Đức Phật xuất hiện đã dạy Phật, đã dạy đạo để họ hóa giải cái cuộc tranh chấp chinh chiến xô xát. Ngay từ ban đầu ông Bà La Môn Mahasala đã đến với Đức Phật để than thở về cái thân phận hẩm hiu của mình, về cái số phận phũ phàng của mình, về cái sự đối xử đại nghịch bất đạo mà con dâu đối với mình. Và Đức Phật Ngài đã giúp ông để tìm lại một cuộc sống đàng hoàng, chứ không phải Đức Phật Ngài dạy đạo cho ông. Và Bà La Môn Pha Ra Chá là một người ban đầu chỉ trích Đức Phật
thậm chí còn có vẻ mỉa mai Đức Phật. Sao ngài còn khỏe, ngài không biết, không làm lụng, không có gieo trồng, không canh tác để có huê lợi để cuộc sống với nhân sinh như vậy. Câu đó nó không phải là một câu cầu đạo, nhưng mà chúng ta thấy rằng dù họ là ai, đến từ nẻo đường nào, căn tính ra sao, và cái cảnh ngộ mà họ gặp Đức Phật thì nó có khác biệt. Nhưng mà rồi bằng cái nhất thiết chủng trí của Đức Phật, bằng cái khả năng mà chúng ta gọi là Anuttaro Purisadama Sarati, vô thượng điều ngự, Đức Thế Tôn đã khai mở trí tuệ của họ, cho họ thấy được là trong cuộc sống này còn có một thứ tốt hơn hết, đẹp hơn hết, vượt lên trên hết tất cả những thứ mà họ đang đối diện có, đang tự hào. Đó là cuộc sống trí tuệ. Và cái trí tuệ đó, đó nó có giá trị lắm. Ngày hôm nay thưa quý vị, có đôi khi chúng tôi gặp những người Tây phương đó, họ không phải là Phật tử, nhưng mà họ muốn nói chuyện với chúng tôi. Họ cũng nói rằng tôi rất là thích Đạo Phật, tại vì Đạo Phật là tôn giáo của wisdom, tôn pháp của tuệ giác, tôn giáo của trí tuệ. Nhưng mà thật ra thì mỗi người có cách hiểu là tại sao Đạo Phật đạo của trí tuệ. Nhưng mà chúng ta đọc những bài kinh này thì chúng ta thấy rằng trí tuệ của chúng ta thì thắp sáng rất nhiều cái phương cách, rất nhiều hoàn cảnh. Và chúng ta sẽ tiếp tục để đọc hơn 10 câu chuyện còn lại ở trong những tuần lễ tới về cái phương cách giáo hóa Đức Phật. Và biết đâu trong những cái câu chuyện đó chúng ta tìm thấy một cái hình ảnh rất là tương đồng với bản thân của mình, mà qua đó chúng ta thấy thấm thía nhiều hơn khi mà chúng ta nghĩ tưởng đến Phật Pháp. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây. Và bây giờ thì thưa quý vị, Bạch Thượng Tọa Thiền Sư không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy. Nếu Thượng Tọa Thiền Sư nghe được kính thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ giảng cho phần tiếp theo. Và một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Thiền Sư không biết Thượng Tọa có nghe được không? Quý vị quan hỷ chờ một chút nhé. Có lẽ Thượng Tọa Thiền Sư không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì để xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng Tọa nói cho phải điều ở trong lúc soạn tập cổ thảo luận. Thượng Tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, có nghe. Dạ, dạ, thỉnh Thượng Tọa nói cho vài lời trong lúc soạn các cuộc thảo luận. Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng, được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Tướng Giáo Pháp và Chúng Tăng. Chúng con kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tổ Trì, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào được quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói nay chúng ta nghe một cái bài học mà Thượng Tọa đã nói nhiều cho chúng ta nghe về một cái tinh thần, một cái vai trò của Đức Phật. Mà khi trở về cố hương, trở về quê, thì phải nói rằng là trên cái đức tính của một vị chánh đẳng chánh giác, nó lại khác hơn một cái sự độ bằng, hay là một cái bằng sự trở về của phàm phu. Bởi vì cái sự quy về cúng hương đó để nhằm để tiếp độ, và cũng như trong cái quá trình, trong cái đời sống của chính Đức Phật, nhiều lần có những cái bất đồng, có những cái sự
Dạ. Cho quý vị Phật tử quan hỷ chờ đợi trong giây lát, dường như Sư Tật Tư Nguyên gặp trục trặc kỹ thuật. Sư Tật Tư Nguyên có nghe được không? Nếu thì đã nghe. Ô dạ, dạ kính thưa Sư Tật Tư Siêu. Sư Tật Tư Siêu có mặt rồi. Dạ kính thưa Sư Tật. Anh Đồng Bồ Bồ Thầy dạ. Kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi thì gọi giác đẳng soạn cô thảo luận, đây chúng ta cũng xin chia sẻ với quý vị. Trong khi câu chuyện về Đức Thế Tôn này giáo hóa quyến thuộc bên nội bên ngoài sắc giá và cô ly giá, đem đến sự giảng hòa, Đức Phật có kể, Ngài có đưa ra nhiều cái thí dụ để giúp cho quý thuộc hiểu rõ thế nào là cái sự đoàn kết, hòa hợp. Thưa các đại vương, khi mà quý thuộc có cái sự đoàn kết hòa hợp sẽ có một cái sức mạnh không bị kẻ thù tấn công. Thuở xưa có một cái khu rừng Sala, những gốc cây Sala mọc gần gần với nhau, các cái nhánh đang chèn với nhau nó tạo thành một cái mái rừng che kín các cái cây nhỏ, thì nó xen kẽ với những cây lớn, và cây lớn thì có tàn, các nhánh vào nhau. Và khi đó có một trận bão to nổi lên, nhưng mà gió bão nó chỉ đi ngang trên nóc khu rừng trên đọt, mà ở dưới các thân cây không hề hứng gì hết. Trong khi đó có một cây một cây sa la, nó nằm trơ trọi ở ngoài bìa rừng, nó không có phụ cận với cây nào hết, nó không được cây nào che chắn, cho nên khi bão đến nó trút gốc. Đức Phật Ngài nhắc cái sự kiện này để cho các quý thuộc hiểu được, khi mà sống không có sự đoàn kết sẽ tạo cho mình một cái lỗ hổng, một cái sức yếu. Khi mà chúng ta nói về các cái câu chuyện, những cái giai thoại ở trong lịch sử Phật về cuộc đời Đức Phật,
chú ý một chút thì ở đó chúng ta sẽ học nhiều bài học. Như về cái câu chuyện mà Đức Phật này giúp đỡ cho cái người cha mà bị các con ruồng rẫy nạnh nhau, cuối cùng thì không có đứa nào chịu nuôi cha già. Trước đây thì tụi nó hứa hẹn với cha già đủ điều để người cha phân chia tài sản cho chúng, nhưng mà khi được tài sản rồi thì nó hất hủ. Thì gặp những cái trường hợp đó, Đức Phật lại rất khéo léo, lại dạy cho ông Bà La Môn bất hạnh đó học thuộc lòng một bài kệ. Và đến khi pháp hội thì nam tín nữ đến đông đủ, và có cả Đức Vua Vasenadi, thì ông Bà La Môn đó sau thời pháp ông ta bước lên, ông ta xin phép được đọc lên bài kệ này. Thì Đức Vua Vasenadi liền cho bắt hết những người con đó đến và hỏi cho ra lẽ, khiến cho những người con này hối hận, sợ hãi và nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng người cha rất là chu đáo về sau này. Ở đây cái bài học của chúng ta ở điểm này đó, là cái thời nào cũng vậy, những người con không có hiếu thuận với cha mẹ, nhưng mà cái thời mà chúng sanh thiện pháp được hương thịnh đó, thì ít có những trường hợp mà con ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ. Còn như thời nay, cái thời kỳ của chúng ta là cái thời kỳ mà đạo đức bị suy sụp, do đó không thiếu gì những cái trường hợp đó con mắng chửi cha mẹ, đánh đập cha mẹ, thậm chí nó giết chết cha mẹ cũng. Nhưng mà quý vị sẽ tự hỏi rằng tại sao ngày xưa con bất hiếu với cha mẹ thì ra ngoài bị trời đánh, còn bây giờ thì nhan nhản trước mắt con bất hiếu cha mẹ nhưng mà không thấy bị ai đánh đấy. Nói đùa cho quý vị biết là chắc có lẽ là thiên lôi họ đánh riết họ cũng mổ tay, cho nên họ không thèm đánh nữa, không đánh. Cái đó chỉ nói đùa thôi, chứ thật ra đó thì do cái trì nghiệp của chúng sinh. Thời mà hưng thịnh pháp đó, chư thiên họ rất là quan hỷ với loài người. Trong nhân loại chỉ cần một người nói dối là chư thiên họ đã ta thán, họ đã kêu gào. Bởi vì họ thấy cái thiện pháp nó suy sụp, cũng giống như khi mà chúng ta mới mặc cái bộ y phục, mặc bộ y phục mới mua về còn mới toanh,
đắt tiền. Nhưng mà chúng ta sơ ý đi mà bùng nó văng lên, hoặc là sơ ý để vào cái tàn lửa tàn thuốc mà đốt đốt cháy gốc, và tự nhiên mình đau xót, mình xót xa, mình tiếc, mình tiếc hồi hụi vậy đó. Nhưng mà đến khi cái bộ y phục đó mình đặt đã cũ, đã lâu ngày, đã sờn mòn, muốn rách đi rồi đó, thì lúc bây giờ dầu cho nó có bị dơ hay là có bị cháy giá lại đi nữa thì mình cũng không có tiếc, cũng bị. Cái thời mà chúng sanh còn đang hưng thịnh thiện pháp, có một người làm ác pháp thì chư thiên họ cảm thấy xót xa, họ cảm thấy tiếc nuối, họ cảm thấy bất mãn, họ phàn nàn với chuyện trách. Còn đối với chúng sanh bây giờ thì số bồ số bổn rồi, thì cái chuyện đó thì hãy để cho họ tự sống với cái cảnh đời đau khổ. Chúng ta bây giờ chúng ta đang sống cảnh đời đau khổ, thưa quý vị, trong cái thời kỳ mạt pháp này đó, cái thời kỳ này đó, sống không sung sướng gì, tật bệnh rồi nghèo đói, chiến tranh đủ thứ hết, bao nhiêu đó đã hành hạ những người con bất hiếu bất mục đã đủ rồi, đâu có cần gì phải bị trời đánh hay đất rút chi, để cho nó chịu khổ hoành hành đây. Bây giờ người Phật tử chúng ta biết được như vậy đó, thì chúng ta cứ việc sống làm sao để cho tâm của chúng ta được an lạc, không có bị hổ thẹn. Như đối với cha, đối với mẹ, chúng ta có cái sự tôn trọng, có cái sự cung kính, ai sao cũng được. Chứ đừng có nghĩ rằng người ta làm sao mình làm vậy, người ta làm bậy mình cũng làm theo. Đó là bài học thứ hai. Còn cái bài học thứ ba đó, Đức Phật Ngài đã cảm hóa Bà La Môn Kassipa Ranavacha bằng cách là Ngài đưa lên, khi mà Bà La Môn nói rằng tại sao mà ông còn trẻ, còn khỏe mà không có đi cài, thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài phương tiện thì nó có, Ngài có đi cài. Khi hỏi ông Sa Môn, ông đó ông đi cài mà cái ruộng đất của ông ở đâu, trâu bò của ông đâu, lửa cài ở đâu, vân vân, thì Đức Thế Tôn Ngài với cái thí dụ đó, Ngài đem pháp ra Ngài nói, khiến cho Bà La Môn hiểu được. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rõ ràng là người ta thường nói, người ta nói các vị tu sĩ là cái ngồi ở trong mát ngưỡng bát vàng. Không phải, thưa quý vị. Nếu đúng nghĩa đó, nếu đúng là một vị tu sĩ chân chính, thì vị tu sĩ rất là bận rộn. Là bởi vì người cư sĩ bên ngoài họ bận rộn với công việc, nghề nghiệp, cơm áo gạo tiền để họ nuôi sống bản thân họ. Họ thù tạc với bạn bè, đặt nuôi dưỡng gia đình, vân vân. Còn đối với vị tu sĩ đó, thì khi mà nghĩ rằng sự sống của ta phải nhờ vào cái khác, do đó cho nên mình phải làm cái gì cho xứng đáng, thế là vị đó không dám chểnh mảng, không dám ăn, không dám ngủ, không dám ăn nhiều, không dám ngủ sai, luôn luôn có sự tỉnh thức, chuyên tâm về pháp học, nghĩ rằng
Bây giờ mình không có nghề nghiệp gì ở bên ngoài xã hội bây giờ, thì nam tính nữ không lẽ họ đi đến họ nuôi mình nuôi chơi như vậy? Họ phải nghĩ rằng cúng dường nuôi dưỡng cho các vị xuất gia là để lấy cái phước, để họ tạo được cái phước. Bây giờ mình phải làm cái gì để cho xứng đáng, để trở thành cái ruộng phước? Thế là vị tỳ kheo đó phải nỗ lực trong cái việc mà học pháp, học giáo lý, hoặc là hành thiền, đi pháp học pháp hành, gần thơ thu ra vipassana thu ra. Bởi vì như vậy đó, cho nên vị này sẽ rất là bận rộn. Cũng như cái câu chuyện mà chúng tôi nhắc thêm cho quý vị trường hợp này, tức là lúc đó có một cái cô, có một nhà bá hộ đó, có cái cô tỳ nữ, cô tớ, cô ta buổi tối đi ra ngoài giếng nước lấy nước, rồi phải đốt đèn để giã gạo vân vân. Rồi khuya thức dậy sớm thì cô thấy ở xa xa, ở trên đồi đó, ánh đèn, mà cô biết ở đó là các vị tỳ kheo trú ngụ. Cho nên cô ta mới nghĩ rằng là mình đầy tớ, mình thức khuya dậy sớm đã đành đi, chứ thôi chủ phạt vạ rầy rà. Còn những vị tỳ kheo, những vị tu sĩ đó có công ăn chuyện làm gì mà phải thức khuya dậy sớm vậy? Cái lúc đó gặp một bác thị nam. Bác cận sự nam này là đệ tử của Đức Phật, bác cũng đã chứng quả tu đồ quần. Cho nên cái cô tớ gái của nói chuyện, cô hỏi thăm, thì bác thị nam đã biết rõ mới nói rằng: cháu chớ có nghĩ như vậy, những vị tỳ kheo cũng đâu phải là rảnh rang sung sướng gì đâu, các ngài luôn luôn có sự bận rộn, phải lo chiến đấu với giặc phiền não bên trong. Giải cho cô nghe như vậy, cô quan hỷ quá, cô nói bây giờ cô muốn quy tam bảo, nhưng mà thân phận của con không thể rời khỏi nhà để đi đến, vậy bác có thể hướng dẫn cho con quy và quy pháp quy tăng được không? Thì bác thị nam đó hướng dẫn cho quy tam bảo, rồi dạy cho những cái đề mục về 32 thể trược để cô ta hành mỗi ngày. Vậy mà cô ta cũng chứng qua tu đồ quận, thưa quý vị. Rồi nhắc lại cái câu chuyện để cho thấy rằng cái đời sống, khi mà Đức Phật này nói rằng ngài cũng là người bận rộn, cũng có ngày ruộng, rồi ngài cũng có thu hoạch mùa màng, rồi ngài cũng tiếp tục đi gieo hạt, vân vân. Thì ý nghĩa đó khiến cho Bà La Môn cái Sivarado chán đi rất là cảm động, và hiểu ra được cái đời sống tu sĩ đâu phải là ngồi ở trong mát hưởng bát vàng, hay là chỉ ôm bát đi xin ăn xong rồi về ngủ ngày đó. Cho nên ông ta liền cúng dường đến Đức Phật. Đức Phật là từ chối. Chánh mạng của đạo Phật là như vậy, thưa quý vị, hay từ chối. Các đấng Như Lai không có thọ thực do nhân kệ tụng, tức là không phải ngày đến ngày thuyết, ngày thuyết pháp cho người ta nghe để người ta cúng dường, chứ Phật không có gì. Đó cũng là một bài học. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị những cái điều ở, mà được rút từ trong cái bài học ngày hôm nay,
Chắc có lẽ là bây giờ đã có câu thảo luận, xin cung thỉnh thượng tọa cho đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Xin tỉnh thưa tập thưa siêu hoàn thiện trả lời cho một câu để rồi tỉnh thưa tập đi nghỉ. Thưa vị, thưa tập thưa siêu ít khi kể chuyện vui lắm. Hôm nay thưa tập nói một câu nói hơi vui chút, đó là ngày xưa mấy người bất hiếu, đại bất hiếu thì bị trời đánh, bây giờ thiên lôi đánh rất chặt mỗi tay không thấy ai bất hiếu bị trời đánh. Sao thường tôi kể chuyện vui, cái giọng thì tôi không có vui. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, thưa quý vị, là đầu trên xóm dưới mà con cái mà có ai nó hỗn với cha mẹ là chuyện lớn, chuyện kinh thiên động địa đó, và chuyện lớn lắm. Nghĩa là con cái mà nó hỗn với cha mẹ là cái chuyện, bây giờ cái chuyện mà nghe nói là con đánh cha đánh mẹ, thậm chí với cha với mẹ là bình thường, rất là dễ sợ. Dạ, rất là dễ sợ. Thành ra, đôi khi mới sống có 60 năm trong cuộc đời, có 50-60 năm sau cuộc thế gian này thay đổi nhiều như vậy. Dạ, thay đổi rất là nhiều. Mà thì tôi từ xưa mới hỏi thì tỏ một điều rằng trong những cái câu chuyện mà chúng ta nghe nghe như câu chuyện hôm nay đó, thì nó có một vấn đề tương đối rất là tế nhị mà trong đời sống tu sĩ của chúng ta đó, chúng ta là người xuất gia đó, thì đôi khi nó có những chuyện mà của người cư sĩ mà chúng ta phải tự hỏi rằng mình có nên can dự vào không. Dạ, ví dụ như chuyện này là chuyện của Bà La Môn Mahasalat bị con ruồng rẫy, và Đức Phật Ngài đã giúp cho ông bằng cách ngày dạy trong một bài kệ. Thật ra thì có nhiều cái tôn giáo, đặc biệt là ở bên Thiên Chúa giáo đó, thì họ có đặt để cái vai trò của vị linh mục, bị gọi là một vị cha xứ hay là vị chánh xứ đó, là thường có nhiều cái can thiệp của đời sống người cư sĩ, của những người tín đồ giáo dân đó. Nhưng mà dường như là ở trong Phật giáo chúng ta thì có cái hạn chế, phải không? Và khi mà chúng ta đọc những câu chuyện về quần pháp của Đức Phật thì nhiều lúc chúng ta phải tự đặt câu hỏi rằng trong cái cương vị là một vị tu sĩ này, thì ở cái mức độ nào, ở trường hợp nào mà chúng ta có thể can dự vào đời sống của cư sĩ, và chúng ta có thể vẽ một bức tranh rõ ràng hay không, hay là nó cũng tùy trường hợp, và đây là trường hợp rất là khó, rất là tế gì, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh thưa tập thưa siêu hoan hỷ cho một vài cái giải thích về điểm này, kính thỉnh thưa tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì ở trong pháp luật này, Đức Phật Ngài cũng hạn chế các vị tỳ kheo không có can thiệp vào đời sống của người cư sĩ. Mà nếu có thì có một cách gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Có gián tiếp ở đây tức là vị tỳ kheo vì lòng bi mẫn đối với người cư sĩ đệ tử của Tam Bảo, mà người cư sĩ gặp những cái chuyện nó khó khăn như vậy thì vị kheo phải khéo léo nhắc nhở cho người cư sĩ đó cái cách tu tập như thế nào, phải có thái độ như thế nào để cảm hóa được cái người thân ở trong gia đình, vân vân.
Làm như vậy đó thì nó có được hai cái điều tốt đẹp. Thứ nhất, là giúp cho người Phật tử họ cảm thấy Phật pháp là những phương diệu dược trị lành những cái căn bệnh phiền não của họ. Thứ hai, mình làm như vậy để cho người cư sĩ họ thấy rằng là cái sự quy ngưỡng tam bảo là luôn luôn thiết thực và có lợi ích cho họ. Mỗi khi họ gặp cái trường hợp như vậy thì chư tăng đã đem pháp để nhắc nhở và ứng dụng cái cách sống đó là tốt. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng gặp rất nhiều ở trong cái, bởi vì cái cương vị, cái vai trò của mình như là những người tư vấn về tinh thần cư sĩ, có nhiều trường hợp khi họ bị bạn bè phản trách, hoặc là con cái trong gia đình hỗn ẩu, hoặc là vợ chồng có cái sự xích mích, hoặc là họ đi ra ngoài làm ăn họ bị thua lỗ thất bại hơn, họ đều họ đến họ tâm sự và họ xin một mình một lời khuyên. Mà nếu lúc bây giờ đó mà mình là một vị tỳ kheo, lại là một vị pháp sư, mà mình nghĩ đến cái chuyện thôi kệ người cư sĩ họ sống sao cái đó tùy họ, mình không có can dự, thì trong trường hợp đó khiến cho họ bất mãn và họ sẽ lưu sụp ở trong thiền pháp. Thế cho nên trong trường hợp này chúng tôi phải hướng dẫn cho họ, phân tích cho họ nghe tại sao cuộc đời nó có cái sự éo le ngang trái như vậy. Bây giờ mình phải sống bằng thiện pháp như thế nào để mình mới có thể cảm hóa được, vân vân. Chúng ta hướng dẫn cho họ như là một bài tập. Mà cái đó chỉ là thiện pháp thôi quý vị, chỉ là giáo lý của Đức Phật thôi. Và khi họ nghe xong vậy đó, thì họ về họ áp dụng. Khi họ áp dụng thì một thời gian sau thì bắt đầu, chỉ một thời gian sau là họ trở lại họ tán thán Phật pháp. Họ nói rằng nhờ nghe được cái lời khuyên mà con đã sống như vậy, bây giờ mọi việc đã êm đẹp, vân vân. Cái trường hợp đó nó cụ thể từ xưa mà mới đây cũng có, thưa quý vị, chúng tôi có làm được việc đó. Cho nên khi mà nói đến chuyện này đó, thì chúng tôi mới mạnh dạn để chúng tôi nói chuyện, nghĩa là mình không có can dự vào, không có can thiệp vào cái đời sống của người cư sĩ như là vợ chồng họ xích mích, mình không có can dự vào được. Hay là cha mẹ với con cái, mình không thể can dự vào họ. Hoặc là cái chuyện mà bạn bè, mình không thể xúi dục đệ tử của Đức Phật đi tố cáo, vân vân, đi thưa kiện không phải. Nhưng mà mình biết rằng người cư sĩ, cái phước của họ nó chưa có đủ mạnh, thì bây giờ mình chỉ cho họ cái cách làm phước, vân vân, thì như vậy nó tốt đẹp. Nói tóm lại là không có quy định về khả năng
can dự vào đời sống cư sĩ trong cương vị của người xuất gia, Đức Phật thì không có quy định. Nhưng mà Ngài cũng không bảo các vị xuất gia đệ tử là phải bỏ mặc không có can dự. Cái đó là tùy theo cái tâm bi mẫn và cái biện tài của vị tỳ kheo, cái trí tuệ vị tỳ kheo đó, và suy nghĩ cách nào để lưỡng toàn cho người cư sĩ vừa được việc đời sống an lạc mà họ vừa tăng trưởng cái niềm tin của Phật pháp là tốt. Chúng tôi xin có một vài lời chia sẻ với quý vị qua câu hỏi về Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú kính trình thưa tòa thượng sư, xin được tỉnh thưa tòa thượng sư đi nghỉ. Thượng tọa pháp đăng nghe, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa pháp đăng nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Dạ có. Ồ dạ vâng. Thượng tọa pháp đăng, chúng ta thấy một điều như vậy đó là trong đời sống của con người đó thì càng ngày người ta càng ít có trân trọng cái giá trị của cuộc sống tinh thần. Và thậm chí có nhiều khi mình đi tu mà nếu mình không khéo thì mình cũng nghĩ về cái, mình cũng nghiêng về vật chất nhiều, mình cũng nghiêng về những cái thành tựu, về cái danh lợi ở ngoài nhiều. Và trong cái bài kinh này, khi mà Đức Phật Ngài dạy về cách làm ruộng của cách làm ruộng của Ngài, tức là cái cách mà khai dụng những cái lẽ sống tinh thần đó, thì có nhiều người nói rằng họ cũng muốn sống tinh thần lắm. Có người họ cũng muốn làm sao đời sống nội tâm đó được phong phú hơn, bị nghèo nàn nữa, nhưng mà họ không biết cách nào để mà khẩn hoan, không biết cách nào để mà dọn sạch, không biết cách nào để gieo trồng đời sống tinh thần. Thì đó chẳng có thể cho bài cái đề nghị rằng nếu một người muốn khởi sự và bắt đầu cuộc sống tinh thần đó thì họ nên làm gì? Dạ, xin cái thỉnh thượng tọa pháp đăng. Dạ, cái gì nghe được không? Dạ, con pháp đăng kính lãnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lãnh lễ thượng tọa Thiện Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, Tề Tri, được thể được sư viên thông của chư tôn Đức Tăng, kính chào quý vị cô tu nữ, kính chào Phật tử. Thật sự đó thì mình nói rằng cái sự hiểu biết của con người đó thì nó phải có cái tầm quan trọng mà mình phải thấy được mới được. Mình đã thấy được thì mình mới làm được, chứ nếu mình không thấy thì mình rất là khó làm. Nhiều khi thật sự đó thì người ta biết Phật pháp đó thì cũng rất là nhiều người họ hiểu, nhưng mà họ hiểu một cái cách hiểu nó mình gọi là có thể là chưa đúng cái chiều hướng, chưa đúng chiều hướng của họ. Nên chính vì vậy nên cái sự chểnh mảng nó vẫn có. Và theo con thì thật sự đó, cái người mà họ hiểu biết đó là phải nhắm vào cái sự hiểu biết để mình thấy được. Ví dụ bây giờ mình cứ nghĩ đi, một người mà được tái sanh làm người đó thì phải nhờ bố thí hay trì giới hay là tu thiền hay là thánh pháp thuyết pháp hay cung kính phục vụ hữu phước hay tùy hiệu phước, thì mình gọi là cái tâm của mình biết cái cảnh. Và nếu những cái cảnh đó mình có thể làm được từ cái mình cúi đầu lãnh lễ chư tăng, dùng cái cách công quả, thỉnh thoảng mình vô chùa thọ giới, có chút ít nào đó mình bố thí, thì con nghĩ rằng nếu người đó cứ làm như vậy, làm tranh thủ để mà làm, thì mình nghĩ những cái điều đó nó giúp ích cho mình, giúp ích cho cái sự tái sanh của mình, giúp ích cho cái thuận lợi của mình. Chứ còn nếu mà nói bây giờ mà mình bước vào mình tu hẳn hành thiền luôn đó, thì nó phải khó hơn. Vì giống như bây giờ mình nói rằng một cái người họ làm được chút ít việc thiện đó rồi đó, thì họ lân la cái chùa đó thì cái tâm họ nó sẽ nhu nhiến từ từ. Nhưng mà có nhiều người thì họ bỏ qua những cái chuyện đó, họ muốn nhảy vô là họ tu liền. Thành ra khi mà họ tu liền đó, thì họ gặp nhiều sự trở ngại. Rồi họ quay trở ra rồi thì họ lại không có muốn làm thiện nghiệp. Cái điều này con thấy cũng rất là nhiều. Ở trên con cũng có một số các vị thiện nam như vậy.
Nhưng mà có một điều là cái cách đó, cái cách thân cận con thấy rất là nguy hiểm. Bởi vì họ khi mà họ thân cận một số các vị mà hơi có cái tinh thần cực đoan đó, thì họ nghĩ rằng tu là phải tu thiền thôi, không tu thì ra luôn, chứ họ không nghĩ rằng mình phải làm từ từ. Mình làm từ từ bằng cách mình bố thí hoặc mình đi nghe pháp. Tuy rằng mình nói mình muốn tu thiền vậy, chứ thật sự ra mình cũng muốn tu thiền, nhưng mà thật sự mình chưa hiểu được cái giáo lý bao nhiêu hết. Nên chính vì họ gặp nhiều cái vị hiện giờ, nhưng mà con thấy những cái vị đó đi tu thiền, nhưng mà thật sự là những vị không có hiểu được giáo lý bao nhiêu hết. Các vị đó cũng ngồi tu như vậy thôi, ngồi hành thiền, nhưng mà không biết là hành tới mức độ nào mình không biết. Nhưng mà gặp những cái người nam hay mà gần gũi những cái vị đó, thì vị đó chỉ nói cái cách là tu thiền thôi, chứ còn không thật sự là nói cho nó đầy đủ hết. Vì thường thường quý vị biết rằng một cái người mà họ tiến bộ được đó là phải có nền tảng. Mình thấy giống như bây giờ mình xây cái nhà đó, cái móng đó, cần gì phải xây móng, xây cái nhà lên là được rồi, cần gì phải làm cái móng cho kỹ. Nhưng mà thật sự nó không phải vậy đó quý vị. Một cái người mà xây cái móng nó không kỹ đó, thì cái nhà sẽ nứt quý vị. Những cái nền tảng căn bản mà mình muốn tu thiền đó, bởi chúng ta thường nói quý vị đó, một cái người muốn tu thiền thật sự đó, mình phải quan cái tuệ văn. Tuệ văn là mình nghe hiểu thật nhiều. Rồi từ cái tuệ văn đó, mình bước qua cái tuệ gọi là cái tuệ tư, và suy nghĩ trên cái đề mục đó. Suy nghĩ trên đề mục đó cho đến khi nào mình được cái tuệ tu. Nhưng mà có nhiều vị đó thì nhiều khi quý vị biết rằng nhé, có số mà họ mà chúng tôi từ ngày ở U Đức chúng tôi cũng gặp một vài nhân vật như vậy. Họ bước vô là gần như là họ nói rằng họ muốn tu thiền thôi, tu thiền giải thoát thôi. Họ thực sự là họ không hiểu, thiền tọa pháp đăng thiền tọa khi cầm biết lời trong rung không còn nghe được nữa. Xin hỏi thiền tọa đăng còn ở trước máy không? Thưa quý vị, có lẽ thiền tọa pháp đăng bị rất mic rồi, có thể điều trị nó bị trở ngại. Chúng tôi xin được tiếp lời của chư tăng ở trong vài phút sau cùng. Thưa quý vị, có một cái bài học mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên lưu tâm đó, là ở trong kiếp luân hồi khi mà mình sanh ra đời đó, thì chúng ta thường trải qua nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Giống như là mình đi vào chợ hay đi trên một con đường, có hàng ngàn người đang có mặt ở trên con đường, hàng ngàn người đi vào trong một chợ. Nhưng mà mỗi người có một cái địa vị, một cái thân phận, một cái hoàn cảnh đặc biệt, không ai giống ai. Và cái mà gọi là may mắn, cái ta gọi là hữu phúc hữu duyên của chúng ta đó, là do cái thiện duyên từ trong quá khứ. Nếu chúng ta nhìn từ cái nhìn của từ cái góc nhìn của người con Phật học Phật pháp đó, thì chúng ta hiểu rằng những người dân của xứ Cô Đi Giá và xứ Sát Giá, khi họ đang chuẩn bị để nghênh chiến, để ra quân đánh nhau đó, thì Đức Phật xuất hiện, thì điều đó không phải là một cái chuyện mà tự nhiên tình cờ không, mà họ cũng có rất là nhiều cái duyên lành. Họ có rất nhiều cái duyên lành
mới được như vậy. Hay là Bà La Môn Ma Sa La, ở trong lúc mà bị con cái bỏ rơi, sống đời sống cô đơn quạnh quẻ, gặp đến Đức Phật cũng có một cái túc duyên đặc biệt. Hoặc là Bà La Môn Kasifara Docha cũng vậy. Hồi nãy thì tọa Tuệ Siêu đó có nhắc đến một điểm mà có lẽ một số Phật tử không có lưu ý. Vì nào mà đọc ở trong Kinh Pháp Cú, từ cái câu kinh, câu kệ 197 cho đến 199 đó, thì có đề cập đến cái câu chuyện mà hai cái vương quốc Sắc Giá và Cô Ly Giá đánh nhau để tranh chấp nước của sông Rohini. Và trong cái quyển gọi là Tích Truyện Kinh Pháp Cú và có dịch sang tiếng Việt của Tu Viện Viên Chiếu đó, mà bản tiếng Anh có, và đặc biệt là ở trong cái bản Sớ Giải của Phật Thích Khô Xá đó, thì thưa quý vị là Đức Phật này không phải chỉ nói một vài lời ngắn gọn, mà trong đó Ngài kể lại rất là nhiều cái câu chuyện tiền thân. Và cái lời kể của Đức Phật đã có một cái tác động rất là sâu xa trong tâm thức của quân lính, của những vị vua cả hai bên, và đặc biệt là kể cả dân chúng. Thì ở đây chúng ta gọi là một cái thiện duyên từ đời trước. Do vậy khi mà chúng ta làm phước, khi mà chúng ta sống tu tập đó, thì nhiều khi như quý Phật tử ở đây nghe Pháp, nghe Pháp ở đây cũng là một cách tạo một cái duyên lành. Biết đâu đời sau đó, khi mà một ở trong những người trong chúng ta, ví dụ Thượng Tọa Tuệ Siêu bán một thành Phật, rồi quý Phật tử gặp lại Thượng Tọa Tuệ Siêu, khi Tọa nói một câu rất là ngắn, quý vị nghe cũng được hiểu nhiều. Hay là do những cái cuộc đời đưa đẩy gặp lại thì chúng ta dễ mở lòng ra. Cái đó gọi là một cái thiện duyên. Có nhiều người cũng rơi vào trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà lại không gặp được cái duyên lành, thưa quý vị. Không được gặp được cái duyên lành. Có những người lại rất là hữu duyên. Vì vậy, ở trong cuộc sống này, chúng ta nên mở lòng ra, nên tạo cái duyên lành. Lúc nào mình nghe Pháp được thì nghe Pháp, lúc nào tùy hỷ phước được thì tùy hỷ phước, lúc nào cùng nhau làm phước được thì cùng nhau làm phước, lúc nào chia sẻ được thì chia sẻ. Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả điều đó nó sẽ tạo cho chúng ta cái thiện duyên, tạo cho chúng ta cái nhân lành để đời sau chúng ta có sinh ra thì làm bà con từ bi trí tuệ, là quyến thuộc, làm thiện hữu, làm bạn lành với nhau. Đây là một điểm mà nhiều người trong chúng ta không có lưu tâm lắm, bởi vì chúng ta nghĩ rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy hưởng. Nhưng mà kỳ thật là có những cái thiện duyên mà nó trở nên rất là cần thiết ở trong một cái hoàn cảnh nào đó. Một điều này nó trở nên rất có ý nghĩa. Tôi rất mong rằng những gì mà chúng ta học từ Phật Pháp, những gì mà chúng ta tu tập, những cái phước nào chúng ta làm và những gặp gỡ nào mà chúng ta có được, thì những thứ đó xin nó kết thành những cái duyên lành để sau chúng ta sanh ra lại gặp nhau là bà con của từ bi, của trí tuệ, lấy chánh pháp làm nhịp cầu, và xin cho chúng ta dễ dàng để thắp sáng trí tuệ của mình. Ví dụ như trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất, gặp ngã sẽ chỉ nói một câu thôi thì Ngài cũng chứng quả Tu Đà Hoàn. Thí dụ như Bà La Môn Maha Sa La đây, Đức Phật chỉ dạy có một câu kệ mà ông thay đổi các cuộc đời, từ đời sống ở bên ngoài cho đến đời sống tinh thần. Ví dụ như Bà La Môn Kasifara Docha, chỉ nghe Đức Phật Ngài nói một cách rất là ngắn gọn về cách làm ruộng với Đức Phật thì cũng thay đổi các cuộc sống. Thì tất cả đều có một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Chúng ta nên trân trọng và tạo cho mình những cái thiện duyên như vậy. Xin được kết thúc chương trình tu học hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn kinh Tương Bộ và vị giảng sư là Tọa Tuệ Viên. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Dạ sa thú lâm thầy, dạ chúng con lên kính tri ân từ tòa giác đảng cùng chư tôn đức tăng. Dạ chúng con xin thay mặt cho đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để cho toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thành tịnh hóa tâm ý như lời trong chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện cấp bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Phật đạo trong
Thường lệ. Nam mô Bụt Thầy giá.